Xin chào quý vị Xin chào quý vị Lâu ngày Lên không có xuất hiện ha Nhưng mà hôm nay là uh, Hồi nãy liên tính làm cái uh, Chỉ là Lên xuất hiện để trả lời câu hỏi thôi Nhưng mà không có ai hỏi hết Cho nên bây giờ mình phải đổi Thì cái kiểu là uh, Chia sẻ đề tài thôi Rồi sau đó khi nào Quý vị rảnh thì quý vị coi Lên uh, thấy trên À uh, uh, mấy cái nhà hát bây giờ họ có cái phim napoleon á thì sẵn đây liên xin kể cho quý vị cái câu chuyện liên quan tới napoleon à chuyện này liên đọc ở trong cái quyển sách nào đó liên cũng không nhớ nó thành thật mà nói nhưng mà à, trong cái quyển sách đó họ nói là đây là câu chuyện có thật thì à, tin hay không đó là quyền của quý vị à, nhưng mà ở cuối quý vị nghe xong quý vị thấy nó hay á thì chia sẻ à, À, với bạn bè người thân hay là quý vị có rút ra được bài học gì đó thì vui lòng comment vô cho cho mọi người được biết với ha cái câu chuyện là à, có cái ông đó ổng là chủ doanh nghiệp và cái doanh nghiệp của ổng nó cứ thua lỗ liên tục nó cứ thua lỗ liên tục và à, cuối cùng là ổng gần phá sản rồi thì ổng ông mới không biết phải làm sao để mà để mà tiếp tục và lâu nay á, ông này á, là cái người mà không có tin vào bói toán à, không có tin vào thần thánh à, cũng không có tin vào à, tiếng anh nó gọi là psychic reader, reading đó, tức là dịch cho tiếng việt là bói toán phải không nhưng mà người việt mình thì thì có nhiều cách bói còn cái người tây thì họ bói bài hay gì đó vân vân thì đại khái là vậy thì à, lâu nay ông không có tin mấy chuyện đó nhưng bây giờ ổng ổng quá quá bức bối rồi ổng gần phá sản rồi ổng không còn biết cách nào khác hơn cho nên ổng uh, ổng uh, ổng uh, mới đi uh, coi bói thử coi cũng <laughs> giống như, như là người ta nói là cái lúc mà túng quá thì 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 lúc đó là mới mới chịu làm những cái chuyện mà ngày thường mình không chịu làm đúng không ổng mới đi coi bói thì ổng tới nơi cái bà coi bói ổng mới nói chứ à, tôi ổng mới nói với cái bà coi bói là tôi nói thiệt với bà nha lâu nay tôi không có tin ba cái chuyện tối bói toán này ha nhưng mà bây giờ tôi túng quá rồi tôi không biết làm sao mà cái thằng bạn tôi nó cứ cương quyết nó giới thiệu bà cho tôi nó nói là bà rất là hay bà sẽ cho tôi biết tương lai tôi chỉ cần bà cho tôi biết là tôi có bị phá sản hay không thôi nếu mà chắc chắn tôi bị phá sản thì tôi sẽ không có làm liều cái chuyến này còn nếu mà chắc chắn tôi sẽ thành công á thì là thì là tôi sẽ làm liều một chuyến cuối cùng đánh một cú chót để mà à, vượt lại cái chứ không thì à, tôi có nguy cơ phá sản rồi à, xin chào <laughs> thùy trang dương à, xin cảm ơn những người đang thả tim thì thì cái bà coi bói bảo mới nói là à, xin lỗi anh tôi không có à, ok nếu anh muốn thì tôi xin xem à, nhưng mà anh phải trả tiền trước thì ông này ông nói à, à, dạ được đây tiền của bà đây à, à, xin chào à, trương hoàng phước À, xin chào đạt nguyễn thì cái 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 bà này bả mới coi xong cái bả coi xong cái mặt bả tái lại bả đổi sắc mặt à, xong rồi cái Ông nói sao bà thấy gì có phải là chắc chắn tôi sẽ phá sản không cái bà này bà nói uh -uh, uh, uh, tôi không thể nói cho anh biết chuyện này được uh, tôi xin trả lại cái tiền anh đã gửi cho tôi nè uh, anh đi về thì tôi không có tôi không giúp anh được đâu cái này ông này ông nói tại sao ôi cho cho nó no, nó no, nó no, nó no, no. bà không không được làm như vậy cái thằng bạn của tôi nó giới thiệu bà nó nói là bà tốt lắm mà bà rõ ràng là bà thấy cái gì đó bà phải cho tôi biết nếu nếu mà tôi không biết thì làm sao mà tôi tôi, tôi quyết định được tương lai à, xin chào năng đức <laughs> năng đức nói là rất yêu và thích trần thị ái liên dạ xin cảm ơn <laughs> xin cảm ơn rất nhiều à, thì cái bà này bà nói tôi nói cho anh nghe cái điều mà tôi thấy nó khủng khiếp quá và tôi tin là anh sẽ không tin đâu à, cho nên tôi nói cho anh biết nó chỉ có hại cho anh chứ nó không có lợi gì cho anh đâu ừ. à, cái ông này ông nói không 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 bà bà không thể làm như vậy được bà đã thấy cái gì đó rồi quan trọng rồi à, xin xin chào bình thường mới <laughs> xin chào trương hoàng phước lâu không gặp thấy tóc bạc rồi cô ơi Ê, tóc bạc là chuyện bình thường Dạ rồi bố năm chục rồi còn gì nữa <laughs> à, thì cái bà này bà nói no không không tôi tôi đúng là tôi có thấy và cái điều này quá 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 khủng khiếp tôi không thể nói cho anh biết được cái ông này ông năn nỉ quá cuối cùng anh nói ok tôi nói cho anh nghe xong á kết quả ra sao á tôi không chịu trách nhiệm đâu nha cái này là tôi chỉ nói cái gì mà tôi nhìn thấy thôi cái ông này ông ông nói ok bà nói gì cũng được á bà nói đi nói đi tôi bảo đảm với bà tôi sẽ không làm khó làm dễ bà vân vân thì bà này bà nói là uh, sự thật là vậy tôi nhìn thấy được kiếp trước của anh và vì kiếp trước của anh là anh giết quá nhiều người cho nên á kiếp này á anh phải uh, phải, phải 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 trả lại cái uh, phải chịu đựng cái kết quả là 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 anh sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn. Cái ông này ông, ông trợn tròn mắt lên, ông sợ hãi, ông bà nói. Nhưng mà đó, ngược lại anh cũng, kiếp trước anh là người rất là tài giỏi, vô cùng tài giỏi xuất chúng. Vì vậy cho nên á, cái sự tài giỏi xuất chúng đó của anh á, nó vẫn còn ở ở trong con người anh cho tới kiếp này. Vấn đề chính là anh có dùng được cái sự tài giỏi đó của anh hay không á nó là cái sự quyết định từ đây về sau và nếu mà anh dùng được cái sự tài giỏi đó của anh đó và anh làm nhiều việc thiện đó thì anh sẽ thành công vĩ đại như là cái kiếp trước của anh cái ông này ông nói vậy kiếp trước tôi là ai cái bà này bà nói anh ngồi xuống đi anh đừng có đứng tại tôi không muốn anh xỉu anh ngồi xuống để anh có lỡ xỉu á thì anh không có bị uh, bị trợ, tổn thương chấn thương cái ông này ông ngồi xuống bà mới nói kiếp trước anh là napoleon cái ông này ông bàng hoàng ông nói kiếp trước tôi là napoleon trời đất trời đất bà nói thiệt không bà nói cho nên ban đầu tôi đã nói với anh là nó khủng khiếp quá tôi tôi nghĩ là anh không không tin được đâu cho nên tôi không có muốn nói cho anh biết làm chi cho nó mệt cho nên tôi sẵn sàng trả lại tiền cho anh mà anh cứ năn nỉ quá nên tôi buộc phải nói thì bây giờ tôi nói xong rồi đó phải không anh thích lấy tiền lại tôi cũng trả lại thôi tin hay không là quyền của anh nhé xin chào cái bà đóng cửa ba đi vô thì <laughs> cái ông này về nửa sợ hãi nửa mừng rỡ và cũng trằn trọc quần quại rất là lâu à, hai lúa ba ruộng ông ta giết người vô tình giết hay là cố ý quá Napoleon quý vị biết ông là quý vị biết Napoleon ông hoàng đế Napoleon đại đế của của Pháp là dẫn quân đi xâm chiếm cả châu Âu mà cho nên giết người rất nhiều là đúng rồi đúng không thì ông này ông ông bàn hoàng cả một tuần lễ xong rồi ông cuối cùng là ông mây quyết định là ố tôi là Napoleon như vậy thì bây giờ à, uh, à, uh, bây giờ tôi phải phải làm gì và từ đó là ông phấn chấn là động mình là Napoleon cho bộ và ông phấn chấn lên, động quyết tâm là Napoleon mà tôi quyết trước ông là Napoleon là người đã từng là đại đế đã từng à, uh, làm mưa làm gió cả châu Âu phải không kéo quân đi đánh thắng nơi này nơi khác cho nên bây giờ, cho nên là Napoleon là người thua rồi, thắng lại, thắng lại rồi thua, vân vân và vân vân. Cho nên bây giờ cái chuyện ông thất bại trong kinh doanh là chuyện đương nhiên. Cho nên là bây giờ cứ đi làm việc thiện để mà chuộc lại lỗi lầm ngày xưa và và quyết tâm à, tới cùng thì sẽ chiến thắng lại phải không? Và cuối cùng là nhiều năm sau thì ông thành công, giàu có khủng khiếp phải không? Tiền bạc, tài sản quá trời nhiều luôn ổng mới chợt nhớ lại ổng đi tìm tìm lại cái bà à, thầy bói đó ổng mới nói ổng trở lại ổng nói ồ tôi muốn trả ơn cho bà tại vì nhờ bà nói về cái sự thật đó là cho nên tôi mới thành công như vậy thì cái bà thầy bói nói tôi nói gì với anh à, tôi nói với rất nhiều người cho nên giờ tôi cũng nhớ lại bà nói ổng nói bà không nhớ tôi là ai hả câu chuyện của tôi nó khủng khiếp như vậy mà sao bà không nhớ nó nói, câu chuyện gì chính bà là người nói tôi là kiếp trước tôi là napoleon nhờ vậy cho nên tôi mới lên tinh thần tôi vực dậy cái cái doanh nghiệp của tôi và bây giờ tôi vô cùng giàu có cho nên tôi trở lại tôi cảm ơn bà à. <laughs> quý vị sẵn sàng chưa cái bà bà nói ô oh, tôi nhớ anh rồi da yeah, tôi nhớ anh rồi hồi đó anh gần phá sản mà đúng không cái anh này nói đúng rồi nhờ có bà mà tôi mới đủ sức lực và niềm tin để bây giờ tôi mới vô cùng thành công và giàu có À, xin cảm ơn bà rất nhiều, bà thật là tài giỏi Cái bà này bà nói, tôi nói thiệt với anh nha Tôi đâu có tài giỏi gì đâu Tại vì tôi thấy anh Túng quá rồi Tinh thần anh xuống tuyệt độ rồi Cho nên tôi nói láo với anh thôi chứ Tôi <laughs> <laughs> đâu có nhìn thấy anh là kiếp trước Là Napoleon gì đâu Tôi <laughs> nói vậy là anh lên tinh thần để anh vực dậy Cái doanh nghiệp của anh thôi <cười> <cười> Quý vị <laughs> có rút ra được bài học gì từ cái câu chuyện này không? quý vị nghĩ sao về câu chuyện này? xin hãy comment comment quý vị nghĩ sao về câu chuyện này hay hay dở? ai thấy câu chuyện này tuyệt vời thì hãy để chữ tuyệt vời và ai thấy câu chuyện này nó nhảm nhí thì để chữ nhảm nhí ha, dạ uh, yeah. ngày mai uh, Linh sẽ trở lại với quý vị và mình sẽ bàn uh, bàn về cái uh, cái uh, bài học mình rút ra từ câu chuyện này là gì ha bây giờ đó À, quý vị vui lòng dành thời gian để suy ngẫm về câu chuyện này à, ai thấy nó tuyệt vời hãy, hãy comment chữ tuyệt vời và ai thấy nó nhảm nhí thì comment chữ nhảm nhí à, rồi ngày mai đó hẹn gặp lại quý vị cũng khoảng giờ này rồi chúng ta sẽ bàn thảo với nhau về câu chuyện này à, nó mang lại cái bài học gì cho chúng ta và nó nó có thể hại hay nó có thể giúp chúng ta như thế nào ha à, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream hôm nay À, dung đoàn đã ghi chữ tuyệt vời rồi này để coi còn có ai ghi chữ nhảm nhí không hy vọng là từ đây tới ngày mai đó sẽ có nhiều người comment là về cái câu chuyện này nó tuyệt vời hay là nó nhảm nhí rồi ngày mai khoảng giờ này à, tức là 12 giờ trưa à, ở bên nhật tức là 10 giờ sáng bên việt nam đó à, thì à, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở trên livestream và bàn bàn bạc về cái cái câu chuyện này ha À, xin cảm ơn quý vị theo dõi cảm ơn quý vị trả thả tim và um, chúc quý vị có một buổi chiều thật là xinh đẹp hẹn gặp lại quý vị ngày mai xin kính chào quý vị